Sáng 14 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình, sinh 1959, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á DAB, Phùng Ngọc Khánh, sinh 1963, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần MNC và 6 đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa dự kiến kéo dài tới ngày 16 tháng 3. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2013, ông Trần Phương Bình biết nhóm công ty MNC không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB, nhưng vẫn thống nhất cho Phùng Ngọc Khánh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty MNC, tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định pháp luật. Cụ thể, Trần Phương Bình bàn bạc thống nhất với Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB, chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Đức Tài và các cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm công ty MNC vay 1.680 tỷ đồng, bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu với Ngân hàng An Bình vì đến thời hạn mà công ty MNC không trả được nợ cho Ngân hàng An Bình. DAB phải cho công ty MNC vay hai khoản, tổng số hơn 146 tỷ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng trả gốc lãi của lô trái phiếu. Cơ quan công tố xác định Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền hơn 5.500 tỷ đồng do hành vi phạm tội của mình và đồng phạm gây ra. Trong khi đó, Phùng Ngọc Khánh có hành vi đồng phạm với Trần Phương Bình trong việc tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật để đứng tên vay bảy khoản, gây thiệt hại cho DAB số tiền khoảng 5.500 tỷ đồng. Ngày 13 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Quốc Khánh, 46 tuổi, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra năm 2019, vợ chồng bà NTTN quê Nghệ An có lô đất tại đường Trà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và cần vay 1,25 tỷ đồng để xây nhà nhưng không có tiền và vướng thông tin nợ xấu trong hệ thống ngân hàng nên không thể đứng tên làm hồ sơ vay vốn. Vì vậy, bà N đã tìm gặp Khánh nhờ đứng tên làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng bằng việc bà N làm hợp đồng giả chuyển lô đất này cho Khánh và Khánh đồng ý. Để có căn cứ, bà N và Khánh đã thỏa thuận ký bản cam kết, trong đó đề cập Khánh không được phép thực hiện bất kỳ giao dịch gì khác liên quan đến thửa đất và tài sản gắn liền với đất khi chưa có sự đồng ý của bà N. Tháng 10 năm 2019, sau khi được sang tên, Khánh đã làm hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cho ngân hàng để vay 1,25 tỷ đồng với thời hạn vay 25 năm. Số tiền nhận được, Khánh giao toàn bộ cho bà N xây dựng nhà ở tại lô đất. Thời gian này vì đang cần tiền gấp nên Khánh tìm cách bán nhà và đất mà không thông báo cho bà N. Qua môi giới, Khánh bán cho vợ chồng ông DHL với giá hơn 1,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, cuối tháng 10 năm 2021, bà N phát hiện Khánh tự ý bán lô đất nên đã làm đơn kiện lên Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu. Đồng thời, bà N yêu cầu Khánh hoàn trả lại lô đất và nhà. Sau đó, bà N thay đổi ổ khóa cửa nhà, không cho gia đình ông L vào sinh sống. Quá trình xác minh sau khi làm việc với bà bên, Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi và cho biết không thể bàn giao nhà đất cho bà N và mất khả năng trả lại số tiền hơn 1,9 tỷ đồng cho vợ chồng ông L. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vì đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Trước đó, ngày 13 tháng 1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Mai Tiến Dũng. Ban Bí thư xác định ông Mai Tiến Dũng với cương vị Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19, để một số cán bộ Văn phòng Chính phủ tham mưu đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam. Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Mai Tiến Dũng, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với cá nhân đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng. Ngày 13 tháng 3, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện nay trên địa bàn có 24 hồ chứa nước đang bị người dân và tổ chức lấn chiếm với nhiều hình thức. Cụ thể, tại huyện Đức Trọng có tới 8 hồ, huyện Lâm Hà 4 hồ, huyện Bảo Lâm 3 hồ, huyện Di Linh và thành phố Bảo Lộc cùng có 2 hồ. Các hành vi lấn chiếm phổ biến là xây dựng sản xuất nông nghiệp trong hành lang bảo vệ hồ, xâm phạm công trình mặt đập chứa nước, kênh dẫn nước với mức độ vi phạm từ vài chục đến hàng ngàn mét vuông.
Trước tình trạng này, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức xử lý các vi phạm, đồng thời chủ động triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi đối với những khu vực chưa thực hiện. Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng trang trí Việt Quốc có địa chỉ tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với lý do doanh nghiệp nợ thuế gần 18 tỷ đồng đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định. Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư cũng ban hành quyết định cưỡng chế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty cổ phần đầu tư thương mại Thành Tài ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh do công ty nợ thuế quá hạn trên 12 tỷ đồng. Theo Cục Viễn thông, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Các doanh nghiệp viễn thông di động đã triển khai những biện pháp kết nối, cung cấp dữ liệu, đối soát trong cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, từ ngày 31 tháng 3 tới, các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều với những thuê bao có thông tin không trùng khớp với thông tin đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó sẽ khóa thông tin hai chiều với những thuê bao này và sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng nếu thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định. Cục Viễn thông đề nghị người sử dụng phối hợp với doanh nghiệp di động để thực hiện việc chuẩn hóa thông tin, tránh các trường hợp giả mạo, mạo danh để thực hiện các hành vi trái pháp luật.